Xin chào các cô chú anh chị trên kênh YouTube của BB Cafe Chiên. Thì hôm nay em sẽ tạm gác cái review đồ ăn của tụi em nha. Hôm nay em với chị Nhiên sẽ đến thăm một nhân vật này cũng đã từng quay chung với lại Thu Phương. Thì hôm nay nhờ ngỏ ý lời mời của em gái của em đứng quay là bé Ngọc á, và kêu em quay anh gọi là anh Cú Lũ đó. Thì ảnh là người Hoa, nhưng mà khu này là khu toàn là người Hoa luôn, không có mọi người đúng không chị Nhiên? Thì hôm nay chị dắt em đến thăm anh Cú Lũ đúng không, để làm gì chị Nhiên? Để là bây giờ là bên nhà của bé Ngọc, vợ chồng bé Ngọc là xây cốc cho sư á, xây cốc trong chùa đúng không chị? Thì bị nước sơn. Hôm nay là tụi em tới đây quay là để anh Cú Lũ anh đang hoàn thành những cái gian dở đang anh đang hàn gắn anh à, tại vì anh là thợ hàn ở sửa chữa đó, thì anh đang làm xây cốc cho vợ chồng của chạy với lại bé Ngọc á, là phát tâm ra để làm cốc cho chùa đúng không chị? Đúng rồi, để cho sư ngồi tu đó mọi người. Thì bây giờ mọi người đi theo chân em với là chị Nhiên đến thăm nhà Cú Lũ nha mọi người nha. Chị Nhiên đây, những thanh sắt này là hai vợ chồng Ngọc và Chảy tài trợ cho những thanh sắt này để ra làm cốc, xây cốc, xây cốc cho sư ở để sư tu tập đó. Tất cả bên đây nữa là em xây mấy cốc rồi quên rồi, 10 cốc lần nha, dành cho 10 vị sư nha mọi người. Đây là chưa ra thành phẩm nha. Ủa cốc là mình xây là như là một cái nhà hả chị? Đúng rồi, một cái chòi dạng như là một cái chòi, cái cốc nhỏ. Cái cốc nhỏ là một sư một cốc. À, là một sư một cốc, là vợ chồng của bé Ngọc với lại bé Chạy á, thì đã tài trợ 10 cái cốc là dành cho 10 vị sư. Ủa mà Ngọc ơi, kinh phí của mình cao không chứ? Một cốc là như vậy đó. 10 cốc là khoảng gần 200. À, 10 cốc là tổng cộng là gồm là 200 triệu mọi người. Đó là xây cho sư khoảng đó để cho sư tu tập rồi để có tiền định đó mọi người đó. Thì do nói chung là kinh phí 200 triệu vậy cũng gần tầm đó thì cũng ok. Nói chung cái cốc bây giờ là mấy cái vật tư này mắc tiền lắm chứ bộ. Đúng rồi. Đó. Tại vì những cái này là mới lâu hơn. Đúng rồi. Tắng mưa trên đó là mưa nắng dữ lắm bên Đồng Nai á. Nếu mà mọi người có lên coi YouTube này xong, mọi người có thiện pháp thì lên Thiền viện Phước Sơn ở Đồng Nai Biên Hòa không em? Ừ. Và em sẽ đưa qua chỉ hướng cho cái anh thợ này nè. Đó, anh thợ này thợ là xuất sắc rồi mọi người. Làm. Anh Cú Lũ ơi, sao ăn hoài vậy? Ăn giờ luôn ăn cái chìa khóa rồi đâu. Đã kích. Đã kích. Đã kích có lửa đã kích. À, có lửa đã kích. Ờ. Bây giờ ông làm con đi. Có lửa cái lửa đã kích đó ngon. Mình có bỏ lửa vô. Chỉ cần vậy thôi. Ngủ không? Có nghe không? Làm gì bỏ lửa vô, bỏ lửa vô. Ý là nói là không chỉ là cầm vô hàng để đồng chí ông kẹt kẹt lửa là cả thích. Cầm vô hàng nó mới sẹt lửa chứ không hàng sao sẹt lửa. Sao cầm vô hàng cả chết. Nói mà cả vậy không là, à. Vậy là cầm làm kiểu không? Ừ. Không hàng phải không? Ừ, tại vì hoàn thành rồi. Làm sao hoàn thành? Chưa dính lại làm sao hoàn thành? Thì tôi không biết dính nữa khúc này. Không, mấy ý là bây giờ ông nói là bao nhiêu 10 cái cốc là bao nhiêu sắt bao nhiêu vậy á, hiểu không? Giống như cái công việc của ông á. 10 cái cốc á nè. Ông đứng lại đâu. Trời ơi, Bibi hỏi đi, Bibi hỏi đi. Còn 20 miếng á. 20 miếng cái này là làm vách nè. Còn cái này là hàng làm mới là làm cái đáy à. Đáy cái thùng thùng cốc à. Cái đáy thùng cốc mà là thành lâm. À. Ai rồi lại đi nước với lửa lấy chồng. Ấy là hỏi là sau khi anh làm cái thành phẩm này rồi anh em đi đâu á? Chở lên chùa Phước Sơn. Lại chở hay là xe chở? Xe chở, chứ tôi làm sao tôi chở. Mà đồ anh này xếp sắc quá trời. Ý là anh làm bao nhiêu cái? 5 cái cốc lớn là thành 10 cái cốc nhỏ. Anh có ở chợ đâu hay là anh cho sư thôi?
tới chủ nhật, tới chủ nhật trở lên chỗ này ở chỗ anh nha. Bữa nay còn ở đây, tới chủ nhật này chuyển lên Phước Sơn này ở trên Phước Sơn 2 tuần lễ. Ủa là nó chỉnh 2 tuần lễ luôn hả? Ừ. À chỉ là anh gắn, anh lắp ráp lại, anh gắn lại cho xương ngồi trong đó hay sao? Ờ, bên chỉnh lắp ráp á. Mà khi xong mà hoàn thành mũi khóc và xương mới vô tu hay là sao? Thế đó. chạy thánh thành là đợi thằng chạy đó, cái đó chuyên trong người cái tóc dao cho chạy rồi thôi tới cùng nhưng mà anh làm cho chạy anh có lấy lời không? Rồi không ăn không lời làm sao mà có cơm ăn ấy là sao bà, anh không có bảo anh có làm thiện phá cho bà hỏi cứ chiên quá ha ý là lấy công làm lời sao bạn nó lấy công làm lời là thì bà nói là lấy công làm lời, bà đừng có nói là có lời không, hỏi nó cũng có lời rồi, là nó dám nói không lời không, không lời rồi thì giải thôi. Nhưng mà lời nhiều mà anh lời nhiều quá không có được. Lời nhiều, ông lời nhiều là không có lời được. Không có lời nhiều đâu, trừ gia có chừng nhắm chừng phân nửa thôi à. 25 triệu hả? À. Đủ lời dữ vậy chứ. Lời 25 triệu hả? À. Wow, mỗi khóc gì là vậy đây? 25 triệu lấy 25 triệu cắt 2 cục này ra rồi. Cái đó bà đi làm thẩm mỹ đi. Tôi cực cần tiền à. Cần tiền là ảnh cũng phát tâm ảnh làm. Nhưng mà ảnh làm vậy như là lấy phần nửa này lấy phần nửa kia đúng không anh? Ờ, rồi. Làm như là ảnh cho ông chảy lấy nhắm chừng lấy công à. Thôi chứ lấy gì đỡ hơn là ngồi không. Bà ý là người ta cũng có lời. Là em muốn là như vậy nè. Anh phát tâm luôn. Tại vì chảy nó ra 10 cái công. Thôi không có phát tâm đâu. Tôi không có tâm đâu phát. Cũng phải có tiền ăn cơm mà không có phải. Sao tâm không có thiện hả? Mình chạy nó có làm có lấy lương cũng vẫn là có thiện lại có lấy lương à. À tâm cũng cố vô trong đây hết á cố ha. Rồi cái kiểu mình làm mà không lấy tiền á lấy phước cái giờ đó tôi chết rồi lấy phước làm gì? Trời xin lên chở anh. Ờ anh xuống địa ngục hay sao mình đi về cõi lành mình ở. Không, tôi đã nói không có được làm nữa. Không làm nữa. Bây giờ bà thấy rõ hàng không? Nghiêm vô làm mẫu mà. Rồi bây giờ là gì hả? À, làm mẫu. Bây giờ nãy là mình thời gian làm cái này bao nhiêu lâu xong? Không phải thời gian làm là bao nhiêu lâu anh mới chuyển lên lại tại cho tuần này. Chủ nhật này rồi mới chuyển lên Đồng Nai chùa. À, Đồng Nai là mình mới lắp ráp từng cái là từng cái cốc luôn hả? Ờ. Là cái từng cốc có thợ không? Có mình ăn đó, có dụng cá. Dụng cá là ai? Dụng cá là đi theo là đó. Cái thằng nãy đó. Thằng hồi nãy dụng cá là đi theo á. Phụ bộ chứ để dụng á. Chánh phụ. Đúng không? Rồi. Bibi đi ra chảnh kiếm cuốn đi Bibi. Không, chuyện bận lắm em ơi. Nói chung thì anh làm vậy thì cũng kiếm phước, tích lũy phước đức cho anh đúng không? Thì anh có chia sẻ anh đâu có chịu phước. Anh không, anh nói rồi, với chị cũng đã nói rồi đó. Giống như là làm, lấy tiền mới gọi là có phước đúng không? Lấy tiền cũng có phước à. À biết rồi đâu ông lấy nhiều quá ông đòi phước hai cái cũng đòi lấy hết luôn. 25 triệu và anh nói nhiều quá nhiều anh lấy 15 triệu được rồi còn 10 kêu triệu. Kêu ai lại đi kêu ai lại lãnh đi một cái cốc lấy 5 triệu là nhiều. Ý là mình chia cho phước mình lấy phước lại thì lấy tiền ít thôi không phải không? Ý là cái số tiền đó anh làm cái gì á. Xem mà khi anh lãnh được cái 25 triệu của con nhảy về lấy 25 triệu anh làm cái gì á? Lấy được cái 25 triệu á để mua cỏ cho ngựa ăn. Còn hỏi làm gì nữa? Thiếu tiền mua cỏ cho ngựa ăn. Ngựa đâu? Ngựa ngày nào cũng đói hết á. Tới 6 7 giờ là bắt đầu đói rồi, phải mua cỏ cho ngựa ăn. Ngựa đâu? Là vợ ổng á. Nuôi ngựa ở trong nhà thằng chạy á. Ngựa xanh, ngựa đỏ á. Kìa bây giờ á, cậu cá ngựa hả? Ờ. Trời ơi, cậu bạc. Ngựa bạc ơi, xú. Anh chết luôn. Là nghe tao bắt ông đi xà đó nha. Thì tôi nói, này, mua cỏ cho ngựa ăn. Rồi bây giờ anh tát bạc đi, ý là tát bạc anh làm cái này là... Ý là anh có cầu gì cho gia đình anh không? Ý là anh làm gì anh xong mà có phước gì anh có hồi hướng nghe cho phước gia đình anh được cầu cái gì không á? Đâu có cầu gì, trước mắt là làm xong trước đi. Ý là không có nghĩ tới là anh làm xong mình phải hồi hướng. Ý là hồi hướng cho con mình á, sau này á. Ờ, nó được rồi, thi đậu thành tài, học giỏi, xinh đẹp, có tướng mạo đoan trang. Ăn đi nhẹ đó khỏe. Nó không có cầu, khỏi cần cầu bình an được rồi.
thì anh cũng phải cầu đúng không? Đúng rồi. Đúng ra anh không có bà... con anh đẹp trai mà anh không biết cầu cho nó. Bà con ở đâu? Đó thì dễ thương nha. Con Phú Lũ hả? Mấy đứa? Mấy đứa? Hai đứa. Hai đứa hả? Còn đứa chưa vậy? Vậy anh nghĩ sao về chị Nhiên? Suy nghĩ gì vậy? Ý là anh nghĩ sao về chị Nhiên? Suy nghĩ gì bà? Ý là anh nghĩ sao về chị Nhiên? Ý là anh nhận xét con người chị Nhiên như thế nào á? Bà trong đâu có trong hẹn cười rồi, đánh ra bà. Trời ơi. Cái gì thực tế đi. Hoa sĩ ngọ là. Ý là anh cảm nhận khi một có người một người bạn ở đây với anh như một người chị, một người bạn quen ai biết cũng anh. Bạn hết á. À, mà anh suy nghĩ anh nhận xét về người bạn như thế nào? Ở đây ai ông bạn? Ai cũng bạn thôi. Tại chị Nhiên nói cho ông hiểu rồi. Nói mới hiểu câu thiệt đó mời. Anh không cảm với anh người qua, anh cũng không hiểu em nói gì hết trơn á. Anh không có kiếm phước, anh không có biết phước gì hết á. Anh chị Nhiên nói cho ông hiểu đi. Nói sao mà hiểu, bây giờ anh không có linh nhiên gì nữa mà. Đúng không? Ý là ông lâu lắm mà không có quay bên Thu Phương á, khán giả hỏi ảnh á. Ờ, lâu quá anh quay bên Thu Phương, khán giả hỏi ảnh bởi quá trời kìa. Thời gian qua anh làm cái gì? Vậy dạ? Bây giờ khỏi quay nữa tao cũng nổi nữa. Già tới bến xe miền Tây hả? À? Tao còn thơm rồi là chị nã già nữa. Tao bước vô bến xe miền Tây chở ông già vợ đâu á? À? Quá chừng mấy trăm quán á, nhìn tao quay rồi. Ủa? Thằng này giống như quay luôn đúc với Thu Phương vậy. Mà thấy trong con mắt nhìn mày tưởng tượng là mày cả những trụ đang đi mà quá trời người liếc mày giống như ở trong tù mới ra có. Còn chưa đủ nổi nữa hả? Đó nổi rồi đó, ông nói rồi đó. Từ khi mà anh lấy Thu Phương rồi, cuộc sống anh nó thay đổi gì không? Đá ngủ Thu hoài rồi đúng không? Đó. Ý là thời gian qua anh đã làm cái gì và ở đâu? Sau khi quán của em dẹp xong rồi giờ anh làm gì đó đâu, đâu có xây đường xây cất kiểu mãi đâu giờ. Xây nhà, xây chùa, bây giờ tới xây chùa, hết xây quán xây chùa. Tới giờ ý là anh không có làm xây chỗ của quán của em nữa thì bây giờ anh đang đi làm cốc cho chùa. Đó, anh phát tâm ra để nếu mà anh làm này xong giờ anh có dự định đang làm gì nữa không? Một chuyện tới một chuyện đi, bữa nào cũng chứ chuyện ngày mai. Anh nói gì cho khán giả dễ hiểu hơn được. Cái này nó dễ hiểu hơn. Nói chung là bây giờ không có suy nghĩ gì hết á, làm xong cốc rồi tới tiết mục khác coi ông chủ tôi sao, như thế nào làm tiếp hay là còn làm thêm nữa hay không? Không, ý là chạy không có tiêu nữa là anh có làm dự án cho ai không? Không có là chưa biết chắc không ai mướn đâu con. Không có ai mướn đâu. Nhưng mà ngoài công việc anh, nếu mà anh làm trước lúc anh nhận cái job này á thì anh có làm cái những cái ngoài việc này ra ngoài làm cái khác đúng không? Không, giống như là sửa đường, sửa ống nước có. Của anh sửa đó. Ông sửa nhà cho người ta đó. Sửa nhà cho người ta. Thì em hỏi sửa nhà, nói sửa nhà đi trời ơi. Thì anh nói lên đây nè, người ta có thể người ta sửa, người ta liên lạc. Bây giờ đọc số điện thoại á, anh lên số điện thoại anh có yêu cầu giống như là xây nhà, xây cống, xây toilet. Hút hầm cầu rồi đó anh ơi. Hút hầm cầu rồi đó. Ai là ai thiếu tay đổ cờ cá ngựa thì kêu cứu lộ. Đổ hầm cầu ơi. Đọc số điện thoại. Bây giờ nè, anh nói công việc chính của anh là thế này, là cái gì? Công việc chính của anh á, cái công việc chính hả? Đúng rồi. Làm tùm lum tùm la. Làm cái trời ơi, đại khái thôi, chọn một cái. Thì chơi giống đi. Thích thiên tánh thì mình thích đủ thứ. Ôi, thấy chưa? Sao mà ham như vậy? Thích thiên tánh là pháp danh của sư. Còn cái này tôi là thích đủ thứ là pháp danh của Cú Lũ. Pháp danh ai đặt tên là đủ thứ. Thích đủ thứ hả? Tự mình cho mình thôi. Là ý là ai muốn kêu anh làm cái gì là anh làm cái đó đúng không? Thích mấy hột sò quá trời luôn kìa. Rồi bây giờ đọc số điện thoại cho đi. Thì nói giống như mọi người ơi, các cô chú anh chị mình nó gần xa tại địa điểm tại quận 10 đường Nguyễn Tiểu La. Đường gì quên rồi. Nguyễn Tiểu La. Đường Nguyễn Tiểu La thì vòng vòng mất phương này á thì mọi người có ai mà có nhu cầu mà sửa ống nước hoặc là nhà bị hư hay là các kiểu này á bị trục trặc hay cái gì đó thì mọi người cứ liên hệ anh Cú Lũ đây thì ảnh làm tất cả mọi việc luôn. Nói chung thì ảnh làm rất là ok cho mọi người nha. Anh làm người ta làm một ngày, anh làm 5 ngày mới xong. Thì tại người ta làm một ngày thì người ta làm giống như là cũng được, mà anh làm 5 ngày thì anh chắc chắn hơn người ta rất là nhiều. Ủng hộ ảnh, tại ảnh có hai đứa con nhỏ. Đúng rồi, thì mọi người có ủng hộ ảnh nha. Anh cho số điện thoại đi. Bà đứng ở đây, bà đông trùm bể tôi không.
Anh cái gì đó cũng là nó thật. Yên gia lâm rồi vậy. Tập số điện thoại đi, ghi số điện thoại đi. Số điện thoại anh số mấy? 0909. 0909. 811293. 811293 là của anh có lũ á. 0909 811293 cú lũ nha mọi người nha. Cú lũ đó thì gọi ảnh thì ảnh sẽ khi mà người ta gọi anh đòi nợ thì sao? Dù người ta gọi đòi nợ thì sao? Dù ta gọi đòi anh đòi nợ thì sao? Đòi nợ đó. Có thiếu nợ ai không? Có thiếu rồi. Có thiếu. Đơn chính mình rồi. Thì sáng thì xong có tiền rồi. Ờ đấy, xong có tiền đúng không? Hả? Ý là bây giờ khách mà có gọi á trên địa bàn của quận 10 ở đây nè mà gọi anh á tới chỗ để làm cho người ta á thì anh gọi nó nghe máy nha. Nghe với làm cái hồn nghe. Ờ. Có thiếu nợ đâu. Đâu điện thoại đâu móc nè. Điện thoại ra đi. Nè. Điện thoại nè. Mới mua hả? Hả? iPhone đàng hoàng nha. Trời ơi. Đó. Ủa mà sao bị cày hết cái chân vậy? Thôi, nó nhặt đi cái xe đó, nó té tôi. Xe nào? Xe xù quá hả? Chiếc quay vậy đó. Anh mới bị té xe. Chiếc quay bị, hả? Chiếc quay mà bị đụng với sân lé, thằng Thu Vương nó hỏi. Ê, sao chiếc xe mà bị đụng đó, bữa đó mà lấy về với xúc lau dò bữa đó mà bị từ cái mỏ rồi dài bữa là bị thằng Bi xịt. Xịt hết màu trắng luôn chứ quầy á, lấy sơn xịt hết xịt xe màu trắng luôn rồi đó, đem về đây là chạy ở ngoài Nguyễn Chí Thanh cái góc sau bể cao thu góc té to luôn luôn. Ý anh nói về dịch lại cho, ý anh nói là cái xe ảnh phong ảnh chơi phong thủy là tại vì xe nó xu quá xui quá chạy bị té hoài cho nên ảnh sơn là cái màu trắng hết. Ai nhà tưởng đâu sơn màu trắng là sẽ may mắn hơn, ai nhà nó bị con té xe nặng hơn nữa cho nên bây giờ ảnh bỏ xe luôn, nó bán xe luôn rồi. Ý anh là vậy á, chị hiểu không? Tại vì ảnh nó người qua ảnh nói chị không có hiểu, chị hiểu không? Đúng không? Xét xét coi có chỉ có bà duyên mới không hiểu rồi cho anh nói rồi. Thì đó bây giờ đọc số điện thoại lại đi, khi có một chút các anh chị nào trên địa bàn quận 10 này muốn nhờ anh làm công việc người xây chữa sửa chữa á, đọc lại lần nữa cho người ta biết đi. 0909 đọc lớn lên. 0909 811293. 09 được chưa? Sao bà khó tánh khó chịu quá à? Sao bà duy khó chịu quá à? Rồi bóp miệng nó lại lấy cái cá cổ ăn thịt đi. Chào khán giả đi rồi sao? Chào khán giả đi. Chào khán giả mình bạn... nha. Nhớ ủng hộ mình nha. Mình tên là Cú Lũ à co. Bao nhiêu tuổi? Hả? Ngày tháng năm sinh. Hỏi cần đâu, không có cần ngày tháng năm sinh đâu. Trời ơi, tự nhiên kêu tôi làm đồ mà hỏi ngày tháng năm sinh tôi làm gì? Thì coi cái tuổi lớn, cái sơ yếu lý lịch. Ta coi là ông sửa nhà, ông phải hạp tuổi người ta. Khỏi cần sơ yếu lý lịch. Cái đó giờ đó chỉ có vô công ty thôi. Sửa nhà thường, nhà dân thường không có cần. Bao nhiêu tuổi là có cái chuẩn chà không làm những cái món đồ đó được không? Phải hàm tuổi chủ nhà người ta mới kêu chứ. Những cái nhỏ nó không đất tốt biết làm đâu. Ông móc cái cổng người ta lên là đã đổi phong thủy người ta rồi. Năm nay 43 tuổi nè ha. Rồi được chưa? 48 không á. Ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh hả? 19 tháng 10. 1980. Đẻ mấy giờ? Cái đó thì hỏi bà tôi đó mới biết. Số nhà số mấy? 125/12. Ở nhà có kinh doanh gì không anh? Ở nhà không có kinh doanh gì hết á. Chứ xe hủ tiếu làm gì? Cái đó của bà tôi bán, tôi đâu có kinh doanh gì đâu. Thì ở nhà anh bán. Ở nhà đó, đó, ở nhà anh kinh doanh cái gì mà anh phải nói là nhà anh kinh doanh cái gì chứ phải là hỏi riêng bản thân anh. Nhà anh là ba tôi bán hủ tiếu. Vợ tôi rửa chén. Mẹ tôi hả? Mẹ tôi thì cũng đi bưng hủ tiếu á, làm cái gì? Còn anh làm cái gì? Còn tôi hả? Còn tôi là đóng vai chánh. Dạ, có mấy anh em? Nuôi hết gia đình luôn á. 4 người. Anh làm một mình anh hưởng thụ. Đấy là trong nhà anh là ai là trụ cột chính của gia đình? Bóp cổ nghe. Xa xôi quá là cái đó. Đi phỏng những ba tôi đi. Giờ này cho tôi làm đi hết đường rồi nè. Biết rồi, ý là ai là trụ cột chính của gia đình anh á? Ai trụ cột chính? Ba tôi trụ cột chính á. Ý là anh làm được tiền anh có đưa cho vợ không? Hay là anh xài một mình thôi? Có. Làm có tiền là toàn là vô xanh đỏ với lại mua cỏ không à. Megon Wala. Anh không có đưa vợ. Nói thật tình. Tính ra vợ anh vô phước lắm á. Megon Wala rồi xong rồi mua cỏ cho ngựa ăn.
Rồi, vậy là anh vợ ông vô phước nó mới gặp ông đó. Dạ, sống đây từ nhỏ lớn luôn hả? À, khu này người qua không đúng không? Có người gì chứ, người qua cũng có người gì đó. Anh sống ở đây nhiêu năm rồi? 43 năm. Ờ, anh 43 tuổi hả? Ủa, lúc mà đó anh lấy vợ thì có đám cưới không? Tại vì sỏ mũi từ đó sắp chân sỏ mũi rồi kia, sỏ mũi kéo về đây ở rồi mà không có đám cưới. Hai người có định đẻ thêm đứa nào luôn? Đủ rồi, hai đứa luôn, hai đứa luôn chết màu luôn rồi, đẻ thêm đứa nào nữa không? Anh có muốn con nít nữa không? Ủa mà bữa tôi gặp ông, tôi thấy ông đâu có đẹp, có bị cái cà trắng hay sao bị vậy? Nó bị cái lâu lắm rồi mà không đi em với mày với gì sao vậy? Khách điện, khách điện. Hello. Rầu nghe sợ luôn á. Không có nghe cái gì luôn á. Có nghe nói chuyện khỏi không vậy? Rồi. Căng vậy. Ai gọi vậy anh? Ai gọi mà căng vậy? Chú. Chú nợ. Ông đứng hình luôn tự nhiên. Chắc đòi tiền á. Ơi coi như ông xỉu hay gì á. Rồi. Gì? Bà chửi nè. Ai? Đâu? Bớt nói nhiều đi. Rồi bây giờ xả chửi cho bà bớt nói nhiều đi. Rồi thôi bye bye mọi người đi kìa. Hết. Nhưng mà bà khỏi. Hỏi mấy câu khỏi khó trả lời lắm. Cũng còn khó trả lời. Chào tạm biệt mọi người nha. Về nhà chắc. Chào tạm biệt mọi người. Gì? Nói chung qua cái clip này thì trên kênh Phú Vi chỉ là mang giải trí cho mọi người nha, và có tiếp thêm động lực cho anh Cú Lũ ở đây để làm những công việc để mọi người trên tại địa bàn quận 10. Thì ở nơi đâu thì mọi người cứ việc liên hệ anh Cú Lũ ở đây để sửa chữa những cái món những sửa chữa cho vật dụng gia đình của mình có bị hư hao mất mát cái gì đó thì kêu anh Cú Lũ là chúng ta hãy sửa chữa cho mọi người. Anh đọc số điện thoại lại đi anh. 0909811293. 0909811293 gặp anh Cú Lũ cho mọi người nha, trên địa bàn tại quận 10 đi. Thì đó, bây giờ thì hiện tại thì anh sẽ bắt tay vô việc làm xây 10 cái cốc để cho các vị sư ngồi tu ở trong chùa, ở dưới đồng chùa gì tiên nhiên. Thiền viện Viên Phước Sơn nha, là tỉnh Đồng Nai nha mọi người nha. Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai nha mọi người nha. Đó thì mong các cô chú anh chị thì trong quá trình này có làm clip gì có sơ sót thì mọi người thông cảm cho BV và chị Nhiên nha. Chị Nhiên chào mọi người đi, chị Nhiên. Và vợ chồng Ngọc có chạy đó. Dạ. Làm được cái cốc này nên những cái phước thiện lành này tới cho chúng sanh. Và đó. Tất cả chúc tất cả gia đình mình là ai cũng mạnh khỏe và bình an và hạnh phúc. Cười lên cái cho thấy mình. Khi mọi người like, subscribe kênh em đi, like và nhớ đăng ký kênh BV Cá Viên Chiên. Like, subscribe, tự về ghép vô đi. Kinh VV Cá Viên Chiên. Kinh VV Cá Viên Chiên. Cảm ơn anh nha. Thế là mọi người.